Khi phát hiện Áp Ba bị bắt đi, Ang đổ hết tội lên đầu của Top. kataza đã nói là Top đã cố gắng hết sức rồi, nhưng cậu ấy không chịu. Ang tự bay đi tìm Áp Ba trong cơn bão cát. Còn chỗ Zuko, hai bác cháu đang bị bọn thợ săn truy đuổi. Bọn chúng đều là bạn cũ của Aizo, nhưng giờ đây họ là địch thủ của nhau. Chúng đều là bậc thầy về vũ khí, nhưng với con rồng của Hòa Quốc, thì dù có đang bị thương, ông ấy cũng có thể dễ dàng trốn thoát. Còn quay lại nhóm của Soka đi giữa sa mạc, nước thì đã hết. Nhìn thấy cây xương rồng giữa sa mạc, Soka như gặp được vàng vậy. Cậu và Momo chạy tới đó. Mỗi người một phần họ uống nó dù Kataza đã cố ngăn cản. Rồi tới công chuyện luôn. Cuộc đời hư ảo đưa em vào cơn mê. Còn Momo cũng không khá khẩm hơn là bao. Bay vòng vòng rồi tự đâm đầu xuống đất luôn. Còn Ang thì đang tìm áp ba trong vô vọng. Ang trở về và không có thông tin gì về áp ba cả. Mọi người đều đang bất lực khi muốn thoát ra khỏi sa mạc. Riêng Momo và Soka thì đang phê pha trong cơn mê. Ở sa mạc mà cứ như ở biển vậy. Còn chỗ tên Bifu và lão gia sư chúng đã tình cờ gặp được bác cháu Zuko. Chúng biết đây cũng là một món hời lớn khi bắt được hai người đó. Bọn chúng ngồi đó xem hai ông lão đánh cờ, nhưng bọn chúng không đủ kiên nhẫn để đợi. Ông lão kia la lên đây là hai kẻ được hòa quốc truy nã rất cao, ai có thể bắt được bọn chúng không? Tất cả bọn trộm cướp có trong phòng đều chú ý tới hai người, nhưng chúng đều bị bi phu và lão gia sư đánh bại hết. Trong lúc hỗn loạn đó hai bác cháu nhanh chóng chạy đi, thì ra ông lão đó đang cố giúp hai bác cháu. Đang đi thì nhóm ăn gặp được một thứ gì đó đang bị chôn vùi dưới cát. Ang thổi hết cát đi thì lộ ra một chiếc tàu, trên tàu còn có la bàn nữa, vậy là mọi người có cơ hội thoát khỏi đây rồi. Còn hai bác cháu Du Cô đang được ông lão dẫn tới một căn phòng bí mật. Ông ấy chào mừng Aizo đến đây. Thì ra Aizo là một thành viên cấp cao của hội Bạch Liên. Su Cô nghĩ, đây cũng chỉ là một hội chơi hoa uống trà mà sao bí ẩn thế, không phải thành viên của hội thì không được vào. Quay lại chỗ Ang, sau khi có được con tàu, nhờ khả năng e-bending của mình An đã tìm được một tảng đá giữa sa mạc, mọi người hy vọng sẽ có nước ở đây trên đây có hai mọi người đi vào nhưng ngay sau đó phải chạy ra vì đây chính là tổ của bọn ong kền kền mấy con vật trong đây lạ thật ngựa gà nai sư tử giờ đến ong kền kền bọn chúng rất đông mọi người đã rất cố gắng nhưng ai cũng kiệt sức cả rồi kataza thì không có nước để ben momo còn bị chúng bắt đi nữa không thể để mất momo an quyết lấy lại momo bằng được sau một lúc di chuyển cuối cùng an cũng đuổi kịp nó cậu đã cứu được momo cơn tức giận của cậu vẫn chưa nguôi chỉ cần một đòn e bending an đã cho con ong đó đi gặp ông bà ông vãi rồi ở chỗ kataza đang gặp nguy hiểm thì ai đó đã dùng thuật pending đuổi đám ông đó đi nhìn lại thì ra đó là bọn thổ sư Sa Mạc sao chúng lại giúp mọi người chứ Ang cũng đã trở về thì ra đó là tộc Hami họ sống ở Sa Mạc họ nghĩ nhóm Ang đã ăn trộm thuyền của họ nhưng Ang nói không một tên trong số đó lên tiếng Top nhận ra giọng nói đó Top không thể sai được hắn là một trong những tên đã bắt Áp đi Ang tức giận đạp nát chiếc thuyền đó và hỏi Áp ba đâu hắn không chịu nhận ang liền tiến vào trạng thái avatar cậu đập nát hết thuyền gần đó đến bây giờ hắn mới nhận ra mình đã sai khi bắt đi vật cưỡi của avatar hắn nói hắn đã bán cho một thương gia của thổ quốc chắc giờ nó đang ở thành ba sen tôi hứa sẽ giúp nhóm ngài thoát ra khỏi đây xin ngài tha cho tôi vừa nghe thấy thế ang càng tức giận biết chỉ có kataza mới dừng ang lại được soka dẫn top cùng những người khác chạy đi đúng như vậy chỉ có kataza mới dừng ang lại được thôi bây giờ ang đã lấy lại được tinh thần vì không còn áp ba để bay muốn đến ba sen xê mọi người cần phải đi qua đèo rán biển đồng hành với mọi người còn có một cặp vợ chồng họ nói tại sao mọi người không đi đến vịnh trăng tròn đèo rán biển nó nguy hiểm lắm còn ai dô sau khi họp với hội bạch liên ông quyết định đi tới thành ba sen xê nơi ông đã từng thất bại để lánh nạn trên tàu hai bác cháu lại tình cờ gặp được z cùng hai người bạn của cậu ấy bi và long sót z có một ý thay vì ăn đồ ăn như thú vật tại sao ta không đi cướp đồ ăn của tên thuyền trưởng bụng béo đó nghe xong dù cô đồng ý tham gia còn ở chỗ Ang muốn có một tấm vé thông hành ở đây thật khó cái ông bán bắp cãi đã bị loại đúng là xui đi đâu cũng xui ang tới bà ta nói hộ chiếu nhưng ang làm gì có cậu nói mình là avatar nhưng bà ta không tin từ lúc bà ta làm ở đây không biết có bao nhiêu thằng tự nhận mình là avatar rồi chuyện này thì cứ để tóp cô đưa ra ra huy con lợn bay của gia tộc mình ra ồ thì ra đây là nhà tóp bi phong thật vinh hạnh cho tôi bình thường thì một hộ chiếu chỉ được một vé nhưng cái này quá trịnh trọng nên tôi sẽ cho bốn vé nhé đúng là một người làm quan cả bọn được nhờ. Đang đi thì một anh chàng đến giữ chân Soka lại, vừa nhìn anh ta Soka biết đây là gái giải trai rồi. Soka nói, tôi không quen cô, cô ấy hôn Soka một cái và nói anh đã nhớ được chưa? Oh my god thì ra là Suki, mọi người đang nói chuyện thì hai vợ chồng kia nói, họ đã bị bọn trộm lấy hết hành lý, hộ chiếu cũng mất. Ang tới nói với bà quản lý nhưng bà ta không chịu, dù Ang nói đổi vé của cậu cho họ nhưng bà ta vẫn không chịu. Hết hy vọng họ đành hộ tống hai người họ qua đèo rán biển con đèo này rất hiểm trở và con bị hỏa quốc chiếm đóng nữa đây là lý do không ai dám đi qua đây cả. Đang đi thì anh chồng bị trượt chân may, mà có tóc giúp nhưng cũng vì thế mà họ bị tàu tuần tra của hỏa quốc phát hiện. Họ bị chúng bắn phá, khi thấy Suki gặp nguy hiểm thì Soka lập tức đẩy cô ấy ra, nhưng tóc mới là người giúp cậu. Thấy Soka đối xử với Suki như vậy tóc cũng ganh tị lắm. Quay lại chỗ Zuko, bọn họ đang lẽn vào bếp và lấy trộm đồ ăn trong đây. Ở chỗ Soka, dù đã gặp người mình yêu, nhưng sự ra đi của vua vẫn là cú sốc quá lớn với cậu cậu không muốn mất đi người mình yêu thêm một lần nào nữa trở lại tàu Zuko và Z đang phân phát thức ăn cho mọi người ở đây ta biết thêm bi người bạn của Z là con gái, chứ không phải con trai. Còn trên đèo rắn biển mọi người đang đi thì đột nhiên một đoạn đường bị chìm dưới nước. Kataza phải bên nước để mọi người có thể qua được đó. Nhưng khi đang đi thì họ phát hiện ra một thứ gì đó. Nó khổng lồ thực sự. Thay thế Top đành dùng thổ thuật để đưa mọi người lên mặt nước. Nhưng giờ họ đang ở giữa biển và còn phải đối mặt với một con quái vật nữa. Làm sao đây? Khi thấy hình dạng thực sự của nó thì mọi người mới biết tại sao nơi này lại đặt tên là đèo rán biển. Bây giờ mọi người cần chia ra hành động. Ang sẽ đánh lạc hướng nó, còn Kataza sẽ đưa những người còn lại thoát khỏi đây. Sau khi tạo một con đường băng cho mọi người đi qua, Kataza liền đi giúp Ang. Còn chỗ tóc, cô ấy không dám đi qua băng. Trên mặt băng tóc không nhìn thấy gì cả. Nhưng khi thấy con rán đó buộc tóc phải đi qua, vừa đi được nỡ đường thì cầu băng bị con rán phá hỏng. Đang khởi động để cứu tóc, vãi cả khởi động, thì Suki lập tức lao xuống cứu Top lên. Vừa cứu Tóp lên thì Tóp liền nói, ôi Soka, cảm ơn chàng vì đã cứu công chúa bị trúng lời nguyền này. Em yêu chàng, cảm ơn chàng đã cứu em. Ồ vậy là Tóp cũng thích tên thiểu năng Soka sao? Tên này cũng đào hoa đấy chứ. Còn Châu An sau khi hợp sức lại cuối cùng hai người cũng hạ được con rắn đó. Mọi người tiếp tục lên đường. Trên đường đi nhóm An cũng giúp cả vợ chồng kia hạ sinh một đứa trẻ. Nhìn thấy gia đình họ An đã rơi nước mắt. An biết mình không chỉ có Áp Ba mà còn có những người bạn khác nữa. Họ cũng như gia đình của cậu vậy cậu cần vượt qua nỗi đau đó và tiếp tục tiến lên. Cuối cùng nhóm Ang cũng thấy được tường thành vĩ đại của ba Sensei. Ang sẽ tới đó trước để tìm áp ba còn cô ấy cũng phải quay lại chỗ các đồng đội của mình. Vừa bay lên tường thành Ang đã thấy máy khoan của hỏa quốc tới đây rồi, chắc việc tìm kiếm áp ba phải để sau thôi. Trước mũi khoan khổng lồ này được chỉ huy bởi ba người, Azula, Mai và Thay Ly. Ang trở về chỗ mọi người và đưa họ lên tường thành. Ang nói bây giờ có việc quan trọng hơn là tìm áp ba. Lên tường thành Ang nói, mình là Avatar và muốn gặp chỉ huy ở đây nhưng ông tướng quân ở đây khá xem thường chiếc mũi khoan đó. Ông ta nói tưởng thành đã có cách đây hàng trăm năm rồi, chưa ai từng phá vỡ được nó cả. Tóp tát ngay một gáo nước lạnh vô mặt ông ta. Vậy con rồng của trời Tây, ai dô thì sao? Câu đó khiến ông ta lắp bắp và nói đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn mà thôi. Ông ta nói ông ấy đã có kế hoạch, một đội ơ bender tinh nhuệ đã tới đó và ngăn nó lại. Nhưng hãy nhìn mà xem đã không ngăn được nó lại rồi, mà nguyên một trung đội lại bị thai ly hạ hết. Đúng là hảo kế hoạch, bây giờ ông ấy mới biết mình đã sai và cúi đầu nhờ ăn giúp đỡ. Sau khi thấy cách mấy người lính bị thai ly hạ, quân sư Soka đã có một cách có thể hạ được cái máy khoan khổng lồ đó, đánh vào điểm yếu của nó. Ngay lập tức top tạo ra một màn xương để tiếp cận chiếc máy khoan. Họ đã thành công xâm nhập vào cái cổ máy khổng lồ đó giống như những lần trước top sẽ không leo vào cổ máy sắt đó, vì cô ấy sẽ không thấy gì khi ở trong đó, top sẽ giữ chân nó ở ngoài. Vừa vào trong Soka đã phát huy ngay sở trường phá hoại của mình rồi. Điều đó đã dụ được một kỹ sư tới đây, Kataza nhanh chóng đóng băng hắn, sau khi có được tấm bản đồ Soka đã hiểu được thiết kế của cái máy khoan này, con tàu có hai phần, lớp vỏ ngoài và phần động cơ bên trong, bây giờ họ chỉ cần đánh sập những trụ kết nối giữa hai phần thì chiến dịch sẽ thành công. Còn ở chỗ Zuko, Z muốn mời Zuko vào đội, nhưng cậu nói không. Nhìn lại Aizo, Z đã phát hiện ra điều gì đó. Này tách trà đang nguội mà, sao giờ nó lại bốc khói, hỏa quốc ư? Còn ở chỗ Ang, hai người họ đã dùng nước và cắt được một trụ trong số đó dù như thế họ vẫn chưa gây đủ thiệt hại để mũi khoan dừng lại mũi khoan đã chạm vào được tường thành nó đang bắt đầu khoan trong cái khó lại ló cái khôn ang đã có một ý cậu và kataza sẽ không cắt hết mà chỉ cắt một nữa thôi khi đã làm những chiếc trụ suy yếu thì chỉ cần một đòn thật mạnh là ta có thể hạ được nó rồi đang miệt mài với công cuộc phá hoại thì nhóm của ang đã bị nhóm của azula phát hiện thấy kẻ thù mà soka vẫn còn trào được cơ mà tên này đào hoa thật sự như lần trước lần này họ chia ra làm hai Ang sẽ là của Azula, còn hai người còn lại sẽ là của Mai và Thay Ly. Thấy đang bị đuổi theo hai anh em họ liền nhảy xuống cống. Thay Ly thì không sao nhưng Mai thì nhất quyết không nhảy. Hai anh em Soka được đẩy ra ngoài, Thay Ly cũng ra theo, nhưng đây là quyết định sai lầm của cô ta. Nước là thế mạnh của Kataza. Kataza sẽ nén đường ống thải lại nhằm tạo áp lực cho đòn quyết định của Ang. Tóc xuất hiện ngay sau đó, có tóc giúp nữa, thì còn gì bằng. Còn Ang thì đang tạo ra một ke nứt cho đòn quyết định của mình nhưng Azula không để cậu một mình cô ta xuất hiện ngay sau đó. Cô ta tấn công liên tục dù Ang đã học được ba thuật điều khiển, nhưng lửa của cô ta quá mạnh. Ang đã vận dụng hết những gì mình được học vào chiến đấu nhưng đều bị Azula đánh bay. Đòn cuối đã khiến Ang gục ngay lập tức. Vừa tỉnh dậy sắp thấy mặt ông bà mình thì Ang liền sử dụng thủ thuật để đỡ. Chưa kịp đánh tiếp thì đống bùn, do Kataza và tóc tạo ra đã bục. Nó để hai người Ang và Azula bay xa, trở lại vết nứt đó. Ang lập tức tạo ra một cái nêm từ đất. Cậu lao lên tường thành để tạo lực cho cú đáp, dù Azula đã cố ngăn lại, nhưng tốc độ là quá nhanh, Ang đã đáp thành công. Luồng xung kích đã khiến cho những chiếc trụ bị sập, mũi khoan bị tách ra từng mảnh. Trận này hòa quốc lại thua một lần nữa. Mọi người bắt đầu tiến vào tòa thành, nó thật rộng lớn, đây đúng thật là một nơi đáng sống. Soka thì rất thích nơi này, nhưng Top thì không, đối với Top nơi này chỉ toàn mấy ông tướng quân giả khụ và còn thêm một đống luật lệ cứng nhắc mà thôi. Họ vừa tới thì đã có ngay một cô người hầu đến, Cô ta nói sẽ đưa mọi người đi nghỉ ngơi trước khi gặp mặt hoàng thượng, nhưng mọi người đang cần gặp mặt hoàng thượng để bàn về vụ nhật thực mà. Cô ta bắt đầu dẫn mọi người đi tham quan thành phố. Nơi này có vẻ cũng không hào nhoáng như mọi người nghĩ. Còn chỗ Aizo, ông ấy đang cùng Zuko đi mua sắm cho căn nhà mới và ngay sau họ là nhóm của Z. Chúng đang theo dõi hai người. Z nói, cậu ta sẽ báo cho đội an ninh để bắt lũ firepender đó lại. Quay lại chỗ Zuko, hai bác cháu đã tìm được công việc cho mình, một chân phục vụ ở quán trà, đúng công việc Aizo thích. Còn Zuko thì không thích chút nào. Nhóm của Ang được cô ta đưa qua Hoàng Cung, mọi người cũng được biết nơi này được bảo vệ bởi các mật cụ đai ly, kiểu như cấm vệ quân của tử cấm thành á. Nhưng cuối cùng cô ta vẫn không cho họ gặp Hoàng thượng. Cô ta nói theo thông lệ, thì phải một tháng nữa mọi người mới gặp được Hoàng thượng. Mọi người bắt đầu đi tìm áp bar. họ hỏi ông chủ buôn bán động vật, nhưng khi ông ta nhìn thấy mặt của cô người hầu thì lại không dám trả lời. Bây giờ họ cần phải tìm cách đến gặp Đức Vua, thật tình cờ Hoàng thượng sắp có buổi tiệc trà với con gấu mỏ vịt của ông ấy mọi người có thể lèn vào đó, nhưng trước hết họ phải cải trang làm quý tộc cái đã. Top sẽ giúp Kata ra giả làm một cô tiểu thư còn hai tên đần ăn và Soka chắc chỉ làm được bồi bàn mà thôi. Ở chỗ Z cậu ta không thể đợi đến lúc hai bác cháu du cô lộ sơ hở nữa rồi. Cậu xông vào quán trà và nói hai người đó chính là hai fire -er, bender, nhưng chẳng ai tin cả. Z không có chứng cứ. Thấy thế cậu ta liền lao vào hai người để buộc hai người phải dùng fire Bending. Nhưng Z đâu biết Zuko là bậc thầy song đao, mới vào buổi tiệc Kataza và tóc gặp ngay ông bộ trưởng bộ văn hóa, Long Seng, Còn hai tên ngốc ở ngoài đang muốn biến Momo thành ma để dọa bọn lính nhằm lèn vào thành. Quay lại chỗ Ang, cậu ấy và Soka đã lèn vào được buổi tiệc, mặc cho sự ngăn cản của cô người hầu An vẫn muốn tìm hoàng thượng. Và vô tình cậu đã làm mọi người chú ý đến mình, họ nhận ra đây chính là Avatar, chỉ có Avatar mới biết điều khiển gió thôi. Lỡ rồi làm cho tới luôn, áp dụng định luật vạn vật hấp dẫn, An sẽ dụ mọi người chú ý tới mình, Soka sẽ tìm hoàng thượng còn chỗ Zuko, cuộc chiến đã khiến đặc vụ Đài Ly chú ý tới, họ tới, nhưng không bắt Aizo và Zuko. Ngược lại họ lại bắt Zed đi, không ai trong cái thành phố này được nhắc đến chiến tranh cả. Hoàng thượng đã đến nhưng chưa kịp gặp thì ông ấy đã bị đưa đi. Các đặc vụ Đài Ly lần lượt bắt Soka, tóc rồi Kata ra đi, chỉ còn lại Ang ở lại. Long Sen đến ông ta tự giới thiệu mình là tổng bộ trưởng của Ba Sen và dẫn Ang đi chỗ khác. Sau khi nói chuyện xong với Long Sen, thì mọi người biết Hoàng thượng chỉ là con rối của Long Sen hắn đang lạm quyền. Mọi người dân và cả hoàng thượng nữa ai cũng không biết có chiến tranh ngoài kia, ai mà nhắc đến chiến tranh đều bị bắt vào ngục. Xét đang bị các đặc vụ daily tẩy não, để quên chuyện chiến tranh đi. Nói xong ông bảo mọi người về phòng, từ giờ mọi người sẽ bị giám sát chặt hơn bởi các đặc vụ daily. ly. Cô người hầu đã được thay mới, nhưng vẫn cái nụ cười quái gì đó. Một ngày mới lại bắt đầu, đây là những câu chuyện của các nhân vật chính khi ở thành Ba Sen Kataza sẽ giúp tóc tận hưởng một ngày làm đẹp của con gái, Trồng tóc chả giống con gái gì cả sau khi đi làm đẹp, tắm bùn, đắp mặt, xông hơi thì thành quả là như này đây. trời má, nhìn còn gớm hơn lúc chưa đi làm đẹp. thôi cứ bình thường là đẹp nhất rồi. còn chỗ aizo đang tận hưởng cuộc sống yên bình tuyệt vời ở đây. trà, hoa, ca hát là những thứ aijo thích nhất. à ông ấy còn có một biệt tài nữa, đó là cảm hóa người khác. aijo đã giúp một tên trộm cướp hoàn lương. chưa đến aijo không quên đến gốc cây tháp cho con trai mình nén hương. hôm nay chính là sinh nhật của ly con trai Aizo. thông tin thêm, mr marco người lồng tiếng cho nhân vật Aizo đã mất vào 21 tháng 7 năm 2006. Ông đã cống hiến hết cuộc đời cho nhân vật Aizo, còn đang đang đi tìm Apa ở sở thú, nhưng cũng chẳng có kết quả gì cả. Ông chủ sở thú phàn nàn không ai tới đây vì nơi này quá tồi tàn. Ang có một ý, cậu nói có thể cho bọn chúng ra vùng ngoại thành nơi đó rất rộng lớn và đẹp, nhưng chuyển bọn này ra bằng cách nào? Và đây là câu trả lời của Ang, bọn thú sổng chuồng chạy khắp khu dân cư, vẫn là ông chú bán bắp cải, đúng là xui tận mạng khi gặp Ang lần nào cũng thế chưa bán được bắp nào thì đã bị phá hết rồi thấy mọi chuyện đang ngoài tầm kiểm soát ang đành lấy vũ khí bí mật ra cậu hít một hơi lớn rồi thổi chiếc còi gọi áp ba lên như được tổ tiên gọi mời bọn động vật liền chú ý tới tiếng còi đó ang chạy tới đâu là động vật chạy theo đến đó ang dẫn đầu bọn chúng chạy ra khỏi bức tường thành thứ hai ngay sau đó ang hóa thành sơn tinh cậu dùng thổ thuật rời non lấp bể à không có lấp bể cậu chỉ tạo núi thôi sau một lúc thì một sở thú hoàn toàn mới được tạo ra nó lại thu hút mọi người, như ngày nào, còn Soka tất nhiên là đi tìm chỗ có nhiều gái rồi. Các tiểu thư con nhà quý tộc đều ở đây để học làm thơ, Soka thì đột nhiên xông vào, không ngờ cậu ta lại có thể làm thơ trôi chảy như vậy, không những thế còn đối thơ thắng cả cô giáo. Nhưng rồi cũng vì tính lắm mồm của cậu mà cậu đã nói thừa một âm tiết nên bị bảo vệ ném cổ ra ngoài, còn chỗ su cô, cậu ấy đang được một cô gái để ý, cô ấy còn chủ động mời cậu đi chơi nữa. Vừa nghe xong bác cậu liền bảo nó thích lắm, vậy là hai người họ có một cuộc hẹn ngay sau đó nhìn cái tóc của du cô hài thật sự đâu mất cái vẻ đẹp trai phong độ rồi sau khi ăn uống xong với jin thì cô ấy đưa du cô đến địa điểm ưa thích của mình nhưng sao hôm nay đèn lại không được thắp nhỉ du cô nói jin nhắm mắt lại ngay sau đó cậu dùng hỏa thuật thắp sáng hết các bóng đèn lần đầu tiên cậu vì một cô gái mà mạo hiểm như vậy khung cảnh nơi đây thật lãng mạn đang định tiến xa hơn thì du cô đưa ra một phiếu giảm giá khi đến uống trà cậu không muốn vì mình mà cô gái đó gặp liên lụy còn mô mô nó vẫn đang nhớ về người bạn của mình nó cố đuổi theo hình bóng áp ba nhưng đó chỉ là một đám mây đang uống nước thì nó bị bọn mèo hoang để ý mấy con mèo định bắt nó momo đã chạy vào đám khỉ gần đó để trốn rồi nhưng mấy con mèo vẫn không tha sau một lúc đuổi bắt thì momo cũng bị dồn vào chân tường tưởng mình sẽ bị bọn này xử đẹp thì đột nhiên một tấm lưới răng ra bắt chọn cầu thì ra bọn chúng là những tay buôn động vật chúng bán lũ mèo và momo cho mấy tay đầu bếp Thế thế momo liền mở khóa ra và trốn thoát nhưng khi nhìn lũ mèo thì nó không nỡ bỏ đi Momo quyết định sẽ cứu bọn chúng. Khi nhìn thấy túm lông của Appa trên tay Momo, một con trong số đó ngậm lấy và chạy đi. Momo đuổi theo thì được dẫn tới một khu đất có dấu chân Appa. ba vẫn còn trong thành Pasense. Cảm ơn các bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại các bạn vào một ngày không xa. Bye!